ở nhiều nước khác. Những sự kiện như vậy không đến nỗi chiếm toàn bộ bề mặt trang nhất, nhưng trong thể chế độc đảng ở Việt Nam, đây là chuyện chưa có tiền lệ, lớn đến mức mà các tờ báo như Reuters, BBC, AFP, France 24, Daily Mail, Nikkei, Bangkok Post đều đồng loạt đưa tin ông Đinh La Thăng bị khởi tố và bắt giam. Ngày 8 tháng 12 năm 2017 là ngày xảy ra vụ bắt em trai ông Đinh La Thăng, Đinh Mạnh Thắng, bị bắt để điều tra tội tham ô tài sản. 8 tháng 12 năm 2017 là ngày khởi tố bắt giam cựu chủ tịch công ty trách nhiệm hữu hạn Nguyễn Quốc Khánh. 8 tháng 12 năm 2017 cũng là ngày xảy ra hàng loạt vụ bắt bớ khác trong nội bộ đảng. Bắt nguyên tổng giám đốc công ty xổ số Đồng Nai, bắt nguyên trưởng ban tổ chức thành ủy Biên Hòa, bắt cán bộ sở giáo dục đào tạo Đắk Nông vì lừa chạy việc. Hiếm khi nào trong mục tin chính trên mặt báo đảng nổi rõ đến 3-4 tin bắt. Có thể cho rằng 8 tháng 12 năm 2017 đã đi vào lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam như một trong những ngày có nhiều vụ bắt bớ nội bộ nhất. Sự trùng lắp về thời điểm của các vụ bắt bớ trên là ngẫu nhiên hay có chủ ý? Có thể là ngẫu nhiên bởi các vụ bắt bớ xảy ra trong một số địa phương khác nhau, nhưng lại có vẻ giống như một cuộc gia quân đồng loạt của ngành công an. Để nếu kết nối với sự kiện gần nhất là cuộc họp của Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng Trung ương vào ngày 25 tháng 11 năm 2017 mà Tổng Bí thư Trọng đã bất ngờ công bố cho báo chí và dư luận về việc sẽ đưa ra xét xử hai vụ án Trịnh Xuân Thanh và Hà Văn Thắm giai đoạn 2 lần lượt vào tháng 1 và tháng 2 năm 2018. Khó mà cho rằng những vụ bắt nội bộ trên không mang tính hệ thống, không được chỉ đạo thống nhất từ Bộ Công an theo kế hoạch đã được lập từ trước. Trong đó, công an địa phương nào có bắt người đều được ghi nhận thành tích. Nhưng thành tích lớn nhất có lẽ thuộc về Tổng Bí thư Trọng. Nhân vật đã có thâm niên hơn một năm trong thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương. Sau một thời gian có vẻ lần khân, thậm chí bị ông Trọng chê, khâu yếu vẫn là khâu điều tra. Bộ Công an đã tiến đến quyết định bắt Đinh La Thăng. Tổng Bí thư Trọng cũng bởi thế đã xài một bước dài về quyền lực chi phối như thể chính ông Trọng, chứ không phải là ông Tô Lâm mới là Bộ trưởng Công an. Một khả năng có thể là ông Trọng đã chọn ngày 8 tháng 12 năm nay là thời điểm phát động một chiến dịch chống tham nhũng giai đoạn 2. Nhưng không chỉ bằng hô hào hay kỷ luật suông, mà bằng biện pháp bóc lịch mạnh mẽ hơn hẳn chủ thuyết việc cần làm ngay của chính ông phát ra một năm rưỡi về trước. Một năm rưỡi về trước, vào ngày 3 tháng 6 năm 2017, lần đầu tiên Tổng Bí thư Trọng dùng cụm từ việc cần làm ngay trong văn bản của Văn phòng Trung ương Đảng truyền đạt chỉ đạo của Tổng Bí thư về kiểm tra vụ xe Lexus của Phó Chủ tịch Hậu Giang Trịnh Xuân Thanh. Việc nhắc lại cụm từ này dường như thể hiện ý chí của ông Trọng muốn trở thành Nguyễn Văn Linh thứ hai và để lại dấu ấn cho đời. Những việc này cần làm ngay được coi là một khẩu hiệu phục vụ cho cuộc trình đảng khởi đầu vào năm 1987. Sau khi ông Nguyễn Văn Linh chấp nhận chức vụ Tổng Bí thư vào năm 1986 và khởi sự phong trào đổi mới. Vào năm 2016, một số dư luận đánh giá rằng
Cho dù muốn làm ngay và lập lại hình ảnh của cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, ông Nguyễn Phú Trọng đang vấp phải tình trạng tham nhũng hiện thời, gấp hàng trăm lần so với cách đây 30 năm. Do vậy, không có gì bảo đảm là Tổng Bí thư Trọng có thể làm được một chiến dịch lớn nhằm xoay chuyển tình thế cho đảng cầm quyền rất thân thiết của ông. Vào năm 2017, sau lò đã nóng lên rồi thì củi tươi đưa vào cũng phải cháy. Một phát ngôn xuất thần của Nguyễn Phú Trọng, ông đã được một số văn nhân xưng tụng thành Sĩ Phu Bắc Hà, Minh Quân và cả Bậc Nhân Kiệt Thế Thiên Thành Đạo. Trước Nguyễn Phú Trọng, chưa có một tổng bí thư nào được ca tụng ngút trời như thế. Nhưng cuộc chiến chống tham nhũng của ông Trọng lại mới chỉ bắt đầu. Bắt đầu sau gần 2 năm chấp nhiệm chức vụ tổng bí thư nhiệm kỳ 2 và gần 6 năm từ khi ông ngồi ghế này. Gần đây, nghe nói ông Trọng đã phải nhận một số phê phán và chỉ trích từ giới cách mạng lão thành về chống tham nhũng nửa vời. Một khả năng khác là sau cuộc gặp với Tập Cận Bình, Chủ tịch Trung Quốc tại Hà Nội vào tháng 11 năm 2017, Tổng Bí thư Trọng đã được lên dây cót về công tác trị đảng và có thể cả trị quân. Cần nhớ lại vào tháng 11 năm 2015, không hiểu có điểm gì mà sau chuyến thăm Việt Nam của Tập Cận Bình, ông Trọng đã tiến liền một mạch đến Đại hội 12 và loại luôn đối thủ chính trị lớn nhất khi đó là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khỏi vị trí Tổng Bí thư. Tập Cận Bình đã chọn Bạc Hy Lai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trùng Khánh làm quan chức cao cấp đầu tiên bị trảm. 5 năm sau, đến lượt cựu Ủy viên Bộ Chính trị Đinh La Thăng ở Việt Nam. Mỹ có thể tấn công Bắc Hàn vào mùa xuân năm 2018. Ngày 8 tháng 12 năm 2017 là ngày của Đinh La Thăng và cũng có thể là ngày khởi động chiến dịch được xem là chống tham nhũng giai đoạn 2 của Tổng Bí thư Trọng. Nhưng được ông Trọng mô tả bằng hành động quyết liệt sắt đá, chứ không phải hô hào nói suông nữa. Liên Thu xin kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi mục Chính sự Việt Nam của đài truyền hình kalitoday.com được phát thanh và phát hình mỗi ngày, thêm về tình hình chính sự tại quê nhà, được trích từ báo kalitoday.com trong số ra mới nhất. Quý vị vừa theo dõi bài viết Ngày 8 tháng 12 là ngày gì của Thiền Lâm được trích dẫn từ báo Kali Today. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Quý vị có thể theo dõi mục này nhiều hơn trên làn sóng Radio Phố Đêm 1500 AM mỗi ngày từ 1 đến 5 giờ chiều và từ 4 đến 11 giờ tối tại miền Bắc California và quý đồng hương tại thành phố Seattle và các thành phố phụ cận cũng có thể nghe trên Radio Seattle ngày nay trên làn sóng 1540 AM từ 1 đến 4 giờ chiều mỗi ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu. Ngoài ra, quý vị cũng có thể nghe lại bất cứ lúc nào trên trang mạng truyền hình kalitoday.com. Mời quý vị theo dõi bài viết Cộng sản Việt Nam hợp pháp hóa cho Formosa xả khí thải vượt tiêu chuẩn của người quan sát được trích dẫn từ báo Kali Today. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Kính thưa quý vị,
Tiết mục Chính sự Việt Nam được sự bảo trợ của công ty An Hạnh, một công ty chuyên phân phối sản phẩm dược thảo, mỹ phẩm và hàng tiêu dùng với giá rẻ và hàng tốt cho tất cả các gia đình người Việt trên đất Mỹ và các quốc gia khác. Quý vị có thể vào trang mạng côngtyanhanh.com để tham khảo. Hiện nay chúng tôi cần nhiều đại lý bán hàng khắp nơi. Quý vị có sẵn tiệm, muốn tăng nguồn hàng để bán, muốn tăng khách hàng cho cửa tiệm quý vị và đặc biệt là muốn tăng cho doanh thu và thu nhập của quý vị thì xin liên lạc với công ty An Hạnh để làm đại lý tại các địa phương. Xin gọi số 408-482-6527, 408-482-6527 hay quý vị cũng có thể email về info@côngtyanhanh.com, info@côngtyanhanh.com.